Xin chào, tôi là Jean-Philippe Erlanger, tôi làm việc cùng với thầy Quỳnh tại Đại học Thăng Long và chúng tôi đang thực hiện một dự án với sự tài trợ của tổ chức đa pháp ngữ AUF, một loạt các module về tinh thần doanh nhân và sáng tạo khởi nghiệp. Để làm được điều này, chúng tôi sẽ dựa trên một số tài nguyên giáo dục được sản xuất vào cuối năm 2015 và được giảng dạy tại Đại học Thăng Long bằng tiếng Anh cho đối tượng học viên cao học. Và chúng tôi sẽ sử dụng những tài liệu cơ sở đó để làm các mô đun bằng tiếng Pháp dựa trên nền tảng tài liệu đã được hoàn thành cùng với thầy Quỳnh và nhóm trợ giảng. Cuối cùng, chúng tôi đã phát triển một mô đun bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt. Thực tế hôm nay, chúng tôi đã làm phần tiếng Pháp của mô đun này cho người học tương lai của Đại học Thăng Long. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng mô đun này thật ra là cái chương trình này được dựa trên các mô đun khác nhau đã được thực hiện nhằm giới thiệu tinh thần kinh doanh và tiến hành khởi nghiệp. Tất nhiên, bạn cần một số các kỹ năng cứng như là tiếp thị, tài chính, quản lý đội ngũ, truyền thông để có thể thực hiện mô đun này một cách hiệu quả. Nhưng điều quan trọng ở đây là tinh thần cần phải được phát triển để thành lập một doanh nghiệp hoặc để khởi nghiệp. Nó được dựa trên những kỹ năng kính, nhưng nó cũng đòi hỏi rất nhiều các kỹ năng khác. Tôi xin lỗi, tôi không thích dùng thuật ngữ tiếng Anh này, soft skills. Các kỹ năng mềm được đề cập đến một cách nhất định để làm mọi thứ một cách nhanh nhẹn nào đó. Tôi xin lặp lại rằng đây không phải là một khóa học về tiếp thị hoặc một khóa học về tài chính. Nó cũng không phải là một khóa học về giao tiếp. Nhưng mô đun này dựa trên những kỹ thuật khác nhau để bạn có thể thực hiện được cái dự án của chính bạn. Vì vậy, trên thực tế thì khóa học này, như tôi vừa nói với các bạn, là một sự khởi đầu, một lớp giới thiệu để giải thích cho các bạn những gì đang được tính đến để khởi nghiệp. Và nó cũng là một công cụ huấn luyện, tuy chúng ta sẽ ít dùng chức năng này trong lớp trực tuyến hoặc huấn luyện các nhóm học về cách tạo ra một dự án thành lập công ty hoặc khởi nghiệp ảo. Trong thực tế, rõ ràng chương trình này đã được phát triển trên một thông tin được sưu tập. Những gì có thể thu được thông qua các mô đun khác nhau mà tôi đã được giảng dạy. Những gì có thể tìm thấy trên mạng và tất cả những thông tin đó đã được cấu trúc hóa, được dịch và tổ chức bởi thầy Quỳnh và nhóm trợ giảng người Việt Nam gồm có cô Hoa, anh Tùng dưới sự kiểm soát của tôi, để có thể thiết lập một mô đun này với các bản dịch và các trường hợp thích hợp. Và đây là cái CV ngắn gọn của tôi. Tôi tên là Jean-Philippe Erlanger, tôi là giám đốc một công ty được gọi là Chiến lược Việt Pháp, với mục đích chính là giúp hợp tác giữa các tổ chức SME, SMI, Pháp và Việt, và cũng bao gồm khởi nghiệp. Để làm như vậy, tôi đã phát triển một nền tảng với một dự án khởi nghiệp được ấp ủ trên cao nguyên Saclay tại Aquabaliang. Tôi sẽ có một bài thuyết trình dành riêng cho hệ sinh thái các vườn ươm tại Pháp. Tôi cũng là giáo viên tại INANCO, Viện Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông. Tôi là giáo viên tại SINAM về quan hệ nghề nghiệp. Chính ra là để giúp sinh viên hiểu rõ hơn về thế giới kinh doanh và biết cách gia nhập một doanh nghiệp nhằm vào khả năng làm việc. Và tôi cũng là giáo sư tại trường Đại học Thăng Long. Bằng cấp của tôi có một bằng cấp trường kinh doanh sau khi làm việc. Tôi đã là sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Sau đó tôi bảo vệ luận án của mình vào năm 2005 tại Viện Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông. Bên cạnh đó, tôi có một bằng MBA về tình báo kinh tế và tôi cũng đã trải qua một khóa cấp chứng chỉ của Viện Nghiên cứu Cao cấp Quốc phòng Pháp. Tôi đã lập gia đình và tôi có 3 con gái. Về quá trình nghề nghiệp, tôi bắt đầu sự nghiệp tại Việt Nam tại ngân hàng Credit Lyonnais. Sau đó tôi tiếp tục làm việc tại Đại sứ quán Pháp từ năm 1995 đến năm 1998. Tôi đã khởi nghiệp đầu tiên với Hiệp hội các nhà báo Việt Nam với mục đích phân phối thông tin kinh tế cho các công ty nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Khách hàng đầu tiên của tôi là Akanten lại tuyển dụng tôi để chăm sóc các mối quan hệ và quản lý các dự án của Akanten tại Việt Nam. Và sau đó tôi đã trở lại Pháp để tiếp tục làm việc cho Akanten. Tôi đã rời Akanten vào năm 2013 bởi vì tôi cùng với 4 đồng nghiệp khác đã thắng một cuộc thi về khởi nghiệp nội bộ cho phép chúng tôi ấp ủ tại Aquabaliang, vườn ươm của cao nguyên Saclay, nơi tôi tiếp tục dự án và khởi động được một dự án mới về Việt Nam là Việt Pháp Strategy. Chương trình cơ bản của khóa học này một lần nữa là nhằm cung cấp cho các bạn những ý tưởng về cách phản ứng khi thành lập một công ty mới hoặc tiến hành một dự án khởi nghiệp kinh doanh. Vậy tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện, tôi sẽ dựa trên một bài thuyết trình đã được trình bày. Tôi sẽ trích dẫn các nguồn của tôi mà tôi đã tùy biến một chút để tạo ra một tầm nhìn, một câu chuyện về một startupper. Sau đó chúng ta sẽ xem xét tất cả cái gì có liên quan đến việc thuyết trình một cách có hiệu quả. Thuyết trình hiệu quả. Một lần nữa bạn đang ở đây, chúng ta sẽ đề cập cụ thể hơn về các bài pitch. Bạn đang ở đây để thuyết phục, bạn đang ở đây để ảnh hưởng, bạn đang ở đây để nói với mọi người ý tưởng của bạn là gì, chia sẻ ý tưởng của bạn và đảm bảo mọi người sẽ tán thành ý tưởng của bạn. Vậy bạn phải học cách giao tiếp, bạn phải học cách giao tiếp có hiệu quả. Vì vậy, chúng ta sẽ xem xét qua một số điểm nhất định, sau đó tôi sẽ xem cách quản lý nhóm của bạn, team của bạn, xin lỗi tôi đã dùng tiếng Anh, đội ngũ là một trong ba điểm quan trọng về sự tồn tại của một startup. Ba lý do cho sự thất bại của khởi nghiệp là không có thị trường. Ở đây chúng tôi không muốn nói rằng ý tưởng của bạn không tốt, nhưng là ý tưởng của bạn đã không đáp ứng được thị trường. Đấy là một ý nghĩa chẳng hạn. Chúng ta sẽ xem qua điều đó. Thứ hai là đội ngũ, nó không hợp với nhau. Nó không ổn định, nó không bổ sung cho nhau, vì vậy nó tan vỡ. Điểm thứ ba là bạn không có tài chính, bạn thiếu về tài chính. Vì vậy đội ngũ là một yếu tố rất quan trọng, không phải luôn luôn được đề cập đến. Thực tế là trong một doanh nghiệp truyền thống, mọi người có thể mang tính chất hoán đổi cho nhau, nhưng tình trạng đó có thể không đúng trong trường hợp đang thành lập một doanh nghiệp. Người ta thường đặt cược rất nhiều vào người lãnh đạo, dự án và khả năng quản lý đội ngũ của người đó. Sau đó chúng ta sẽ xem xét đến quá trình thực tiễn, đó là một cái gì đã được thực sự lý thuyết hóa và cuối cùng đã trở thành một mô hình hiệu quả của startup. Nói chung về mặt cơ bản, nó không tiết lộ chủ đề chiến lược của các công ty truyền thống theo hướng mục tiêu, tức là chúng ta có một mục tiêu thì chúng ta sẽ huy động mọi thứ để có thể đạt được mục tiêu. Trong khi ở đây chúng ta đang theo hướng chiến lược thực tiễn, tức là tôi có gì trong tay mình và với cái đó tôi có thể làm được cái gì. Và sau đó chúng ta sẽ giới thiệu một bài thuyết trình về Aquabaliang để xem xét một chút thế nào là một hệ sinh thái, những gì đang xảy ra ở Pháp và thêm nữa. Và tại thời điểm này đang có nhiều thứ để trao đổi liên quan đến hệ sinh thái của Pháp, các hệ sinh thái Việt Nam và cách mang chúng lại với nhau, và chính xác hơn để cho phép những startup được ấp ủ trong hệ sinh thái này có khả năng liên lạc với nhau. Đây là một thông tin quan trọng cần phải biết. Và sau đó chúng ta sẽ đề cập đến cách chào bán ý tưởng, pitch, lời bán thực sự là cách bạn sẽ trình bày các ý tưởng của bạn để đảm bảo rằng tuân theo ý tưởng này và mọi theo bạn trong mọi dự án. Sau đây một điều nhỏ về hình thức và định nghĩa, bởi vì đôi khi chúng ta nói rất nhiều về khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân, vân vân. Cho nên không có sự nhầm lẫn, đây là một sơ đồ nhỏ, đó chính là khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp mới đều là thành lập một doanh nghiệp trong cả hai trường hợp. Được chứ? Điều khác biệt một chút, khi khởi nghiệp thường có một yếu tố sáng tạo và đổi mới, đặc biệt về mặt công nghệ hoặc quản lý cần phải được xem xét, và đôi khi nó sẽ đòi hỏi sự tập trung các nguồn lực để có thể phát triển một cách nhanh chóng hơn các ý tưởng của nó và sự đổi mới của nó, và nó dựa trên thị trường nhanh hơn. Vì vậy chúng ta sẽ có sự tập trung các nguồn lực, nhân lực, tài chính, các nguồn lực khác để chúng ta có thể ngay lập tức nắm lấy vị trí đứng đầu trên thị trường. Và đây không nhất thiết phải là trường hợp của một công ty truyền thống, nhưng sẽ trải qua một quá trình thực hiện tương tự, có lẽ là chậm hơn một chút. Ở đây, sự chậm chạp không đồng nghĩa với việc là kém chất lượng. Chúng ta sẽ thấy điều này một chút, định nghĩa của startup. Nhưng chúng ta phải nhận thức được rằng
Đối với một công ty truyền thống cũng như một startup, quá trình tạo ra chúng sẽ tương tự với nhau. Với một startup, chúng ta cần phải có yêu cầu phải huy động nguồn lực nhiều hơn và có một khía cạnh đổi mới sáng tạo cần tính đến khi muốn có định nghĩa này. Vì vậy, đây là bài thuyết trình tổng quát của tôi nhằm giới thiệu cho các bạn về mô đun khác nhau và chúng ta trải qua, và chúng ta sẽ bắt đầu với lịch sử của một người khởi nghiệp, một startup.